xin chào anh em nhé. Giới thiệu anh em con chim thuần. Tầm hơn 2 vụ rồi. Thế nhưng mà thuần rồi. Mỗi tội là nó bị lâu lâu nó hoảng nó ngửa tí thôi. Nó ngửa đấy. Anh em nào mà thích mua về đi cà phê chơi hoặc là gột mồi, nghe hót, làm cảnh. Nói chung là tùy thích. Mình để cho giá rẻ. 1,5 triệu anh em nhé. Anh em nào kết alo Đức số điện thoại 036 560 511. Ngon bổ rẻ, treo rời tay nào hoắt. Nói thẳng là con chim này mình mua cao tiền đấy, nhưng về nó bị lỗi thì thôi thì bán rẻ cho anh em về gột mồi hoặc là nuôi chơi. Nói chung là muốn làm gì thì làm. 1,5 triệu không mặc cả anh em nhé. Đức số điện thoại 036 560 511. Treo rời tay nào bắt, treo rời tay nào lỗ. Mùa má trắng sắp đến rồi nên anh em cứ mạnh dạn mua về bẫy ba trắng nghịch, cứ treo là có chim chơi thôi, có chim bẫy thôi.